quay lại chỗ làm ăn của chị L. Chị L vừa gọt xong được 2 quả xoài. Trong tâm này cũng chưa đủ ăn đâu, thế là người mình cũng ướt cả tơi và đẫm mồ hôi rồi. Bây giờ mình sẽ đi tắm. Chị L sẽ đi tắm xong rồi là chị L sẽ xuống gọt thêm 1 quả nữa. Sau đó là chị L sẽ xay cho đường vào, chị L xay xong rồi chị L làm sinh tố ép ép xoài nha. Xin được đá rồi đây, cùng mọi người cùng mình thưởng thức nha. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn nào có xoài thì thử liền luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ có xoài, chúng ta sẽ gọt đi, thái lát nhỏ ra xong cho vào xay. Lúc tiên xay thì mọi người phải cho đường, nếu nhà bạn nào không có đường thì cho sữa ống thọ. Bây giờ mời mọi người thưởng thức nha. Thì nở đã thưởng thức xong rồi, để đến mình nha. Ăn. Bây giờ đến chị của chị nở nha. Chị của mình nha. Không có gì à? Thì á, để tí. Ngon nè.